Trời ơi. Nhà kèo 4-4 xã của anh. Bên này Củ Chi, bên kia là Tây Ninh. Tây Ninh của Tuấn An, Lộc, Anh Cường ATM và Châu Steen. Bên này Củ Chi Trương, Quẹo, Thái Đú, Phát Kim. 1-0 cho Củ Chi. Không, qua trái nè. Chặn bóng tốt. Ôi giời. Tiếp tục Tuấn An. Đập bóng tốt của Tuấn An. 1-0. Trời ơi, quá lẹ tay cho Tuấn An các bạn ơi. Hai một. Hai một. Quẹo. Đập bóng tốt. Hai đều. Thủ bóng tốt của Trương Tú. Hey, Tú ơi. 3-2. Điểm 3-2. Qua đá bóng gái lực của Tuấn Anh. 3-0. Đập bóng tốt. 4-3. Tạt tay trắng ra ngoài. 5-3. Qua tái bước. Rồi. Đó. Ui. Bốn năm. Đập bóng tốt. Bốn vẹo. 6-4. Chạm bóng tốt. 7-4. Mình gác điểm ta chứ chắc ăn nghỉ hô hai chơi hay nghỉ lên. Tám bốn. Đội bên. Tao đó tiền quá không đập. Trái cỡ 7 cây là đập. Tám bốn. Bốn. Nè, hổ ra. Lên nè. Tao ơi, biên luôn. Wow!
đập bóng tốt, 94. Trời ơi, pha xí bóng quá tốt của Tuấn An quá. 59. Quá hay trên quẹo 10 năm. Tuấn An đập bóng tốt 60. Đủ. Trời ơi. Trời ơi. Tập bóng quái lực chưa Tú. Tạt tay trắng ra ngoài. 71. Bảy mươi một. Chẳng bóng tốt của Tuấn Anh. 81. Đập bóng tốt của Tú. 12-8. Bỏ bóng tốt của Tuấn An. 93. Quá tốt kìa Tú. 14-9. Phát bóng tốt. 15-9. Điểm cuối cùng của anh. Kết thúc trận đấu.